Vâng ạ, em Quân xin chào toàn thể các bác nhá. Các bác đang xem video bên em này, cho em một xin một like, một đăng ký kênh các bác. Đấy, vâng ạ. Hôm nay là em xin giới thiệu với các bác là một lô súp hơi các bác nhá, à súp điện các bác nhá. Đấy, hàng xịn sò Trung Quốc mới về bên em ạ. Đấy, súp này là mang thương hiệu là Party House các nhá. Đang làm đình làm đám ở bên cửa hàng em hiện nay. Đợt trước Tết em về một loạt rồi. Nhưng hết rồi, qua Tết thì mới nhập được một lô nữa, tầm 50 quả các bác nhá. Đấy. Em này là em xúc điện với nhạc oánh kinh khủng tởm luôn, hàng xịn sò Trung Quốc mới về các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm em xúc điện này bác 40 này ấy, thì liên hệ em Quân có số điện thoại 0905312266 các bác nhá. Đấy, hàng mới về bên em được 50 quả thôi. Đấy, các bác nào là hôm trước hồi trước Tết ấy, nhiều bác hỏi lắm nhưng bên em lúc đấy là hết rồi, không còn. Hôm nay về được đấy, em test thử một chút tí chất âm cho các bác nghe nhá, rất chi kinh khủng luôn. Đấy, em chỉ đánh qua điện thoại thôi. Đấy các bác nghe, hàng xịn sò Trung Quốc các bác nhá, hàng nhập nguyên chiếc đấy. Đấy, mới về bên em tối qua. Hôm nay em lên một cái video để quay để giới thiệu toàn thể các bác. Đấy, các bác nghe tiếng chống máy kinh không, tức cực luôn, rất chi là tròn tiếng các bác nhá, ấm tiếng. Đấy, không còn gì phải tranh cãi, giá rất chi là rẻ các bạn, của bên em nhập được số lượng nhiều. Bên ngoài thị trường đang bán là hơn 4 triệu một quả súp Party House này các bác nhá, DH12 này. Nhưng bên em bán có là 3 triệu rưỡi là giá tại cửa hàng các bác nhá, chỉ có 3 triệu rưỡi một quả này thôi. Bánh rất chi là uy lực luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ sớm bên em nhá. Bên em chỉ về được có 50 quả thôi. Không sớm là cũng lại hết hàng mà. Đấy, có ghi à. Đấy. Tiếng trống bánh hay không? Rất chi là tròn tiếng các bác nhá. Đấy. Rất chi là đẹp. Sơn sần mịn. Đây, thông số kỹ thuật đằng sau này bác này. Đấy. Quay. Đấy, quay kỹ các bác xem nhé. Đấy, tem mác đầy đủ nhá. Không thiếu gì cả. Đấy. Mạch nó đây. Rất chi là kinh khủng các bạn. Đấy. Bên em mới về được tầm 50 quả thôi. Lô hàng này về không được nhiều các bạn. Bác nào liên hệ sớm bên em còn chậm thì hết các bác nhá. Anh rung hết cả nhà cửa lên. Đấy, em là test đêm, em phải test thử cũng test qua cái điện thoại đi các bác nhá. Đấy, thì qua 4 giây cắm vào điện thoại thôi. Quánh đang kinh khủng này rồi vào trong bộ dàn mình đánh nữa thì còn hay nữa các bác nhá. Để test thử cho các bác nghe thôi. Đây, đấy, em quay thân quả cho các bác xem này. À, mới test đẹp luôn, xịn sò. Đấy, các bác nào quan tâm thì hệ sớm bên em ạ. Vâng ạ, và em là xin phép là kết thúc video tại đây các bác nhé.